dẫn mọi người tới một địa điểm đáng trải nghiệm thành phố Vị Thanh nha. Ở chợ đêm Vị Thanh thì có tới trên 40 gian hàng bày bán đầy đủ từ món ăn vặt đến món ăn no, chắc hẳn sẽ khiến cho chuyến đi của mọi người sẽ thú vị hơn khi ghé thăm thành phố Vị Thanh. Chợ đêm Vị Thanh nằm ngay cạnh khu vực vòng xoay tháp đồng hồ, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Vị Thanh. Từ nhiều năm nay thì địa điểm này là nơi ăn uống, tụ họp, vui chơi quen thuộc của người dân trong và ngoài tỉnh Hậu Giang. Chợ đêm Vị Thanh hoạt động từ 14 giờ đến tối muộn, nhưng nhộn nhịp nhất là trong khoảng thời gian từ 18 đến 20 giờ. Có hàng trăm người dân đến đây để trải nghiệm các món ăn đặc trưng của miền Tây với giá cả phải chăng. Bây giờ cùng tụi mình ăn thử món đầu tiên nha. Tụi mình đã lựa xong một số món ăn rồi, bây giờ mình sẽ đưa cho người ta chế biến nha. Sau khi lựa chọn xong món ăn thì bây giờ tụi mình sẽ di chuyển ra chỗ ngồi ở phía sau những cái sạp bán hàng nha. Tiếp theo tụi mình sẽ tráng miệng bằng chè nha. Thì mời mọi người xem những món ăn khác có trong chợ đêm Vị Thanh nha. Và nếu mọi người có dịp ghé thăm thành phố Vị Thanh thì hãy lựa chọn thử chợ đêm Vị Thanh để trải nghiệm và tụ họp cùng với bạn bè gia đình nha. Xin tạm biệt và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.